Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 14 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý. Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Các xã Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang xử lý nghiêm các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Các hợp tác xã, hộ nông dân nhiều biện pháp khắc phục trong chăn nuôi khi giá thức ăn tăng cao. Hiệu quả từ camera công cộng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ môi trường một số xã phường ở thị xã Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1, triển khai nhiệm vụ giải pháp công tác quý 2 năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh. Quý 1, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc cơ bản được đảm bảo, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, giảm 662 vụ, giảm 67 người chết và giảm 739 người bị thương. Tại Hưng Yên, xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 22 người. Lực lượng công an đã phát hiện và ra quyết định xử phạt trên 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 6 tỷ đồng, tước 298 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 1.000 phương tiện. Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, để có cái nhìn đa chiều về tình hình an toàn giao thông, đồng chí yêu cầu Ban An toàn Giao thông tỉnh phải có báo cáo cụ thể hơn để đánh giá và phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng và nồng độ cồn trên các tuyến đường, phải quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Đồng chí trong thực hiện 93 là không có điểm dừng, phải kiên quyết, kiên trì. Nhưng bây giờ là các huyện buông lỏng, biển quảng cáo, các địa phương không ra quân quyết liệt. Qua theo dõi ở trên này, chúng tôi thấy là những cái đường nhỏ ở trong thôn, trong xóm ấy, ra rất nhiều. Thì các huyện phải chủ động là gần như các cái đường lớn là có đặt những cái biển cảnh báo, hệ thống biển báo đấy, biển chỉ dẫn đường đấy. Tới đây các anh có thể là khảo sát xong anh báo cáo mà các anh đề xuất cái hệ thống biển báo. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội thi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2022. Tới dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham gia hội thi có 10 thí sinh là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Mỗi thí sinh trải qua 4 phần thi, chào hỏi, kiến thức chung, phần thi xử lý tình huống và năng khiếu. Các thí sinh đã mang đến hội thi nhiều tiết mục dự thi đặc sắc, có sự chuẩn bị kỹ càng, công phu và thể hiện khả năng sáng tạo linh hoạt của cán bộ mặt trận để truyền đạt thông điệp, nội dung, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Kết thúc buổi thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Phạm Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh còn lại. Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, hoàn thành các dự án xây dựng công trình giao thông, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư nhằm khai thác tối đa thời cơ, lợi thế của tỉnh. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Mục đích của phong trào thi đua nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công, giám sát đảm bảo việc thực hiện tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025, đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích các dự án quan trọng của tỉnh khi được triển khai, qua đó tạo sự đồng thuận của nhân dân cùng các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.
nội dung chính của phong trào thi đua là triển khai thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ đúng và vượt thời gian, vượt tỷ lệ 0% theo kế hoạch về giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành thông xe kỹ thuật, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giải ngân số vốn được cấp, giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc, đảm bảo có cơ chế để thực hiện giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong từng dự án. Phong trào thi đua được tổ chức phát động từ ngày 12 tháng 4 năm 2022 đến năm 2025, tổ chức sơ kết phong trào thi đua vào năm 2023 và tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025. Khởi công từ cuối tháng 3, hiện nay dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài trên địa bàn huyện Phù Cừ đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu hoàn thành trước tháng 10 năm 2022. Tổng mức đầu tư xây dựng hạng mục công trình 114 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ, trong đó hạng mục công trình nâng cấp đê tả sông Luộc đoạn xã Nguyên Hòa có chiều dài gần 3 km, bề rộng mặt đê rộng 9 m, xây dựng đường hành lang chân đê có chiều dài 5,4 km đổ bê tông xi măng, xây giếng canh đê, cửa khẩu dốc đá. Công trình sẽ hoàn thành trước tháng 10 năm 2022 theo nghị quyết số 29 năm 2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Công trình được xây dựng nhằm mục đích tăng cường khả năng chống lũ cho tuyến đê tả sông Hồng, tả sông Luộc, nhằm giải quyết cơ bản hiện tượng thẩm lậu đùn sủi của đê, giúp giảm thiểu nguy cơ vỡ đê đột ngột khi bão lũ vượt tần suất thiết kế, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Đồng thời, tạo tuyến đường giao thông quan trọng chạy dọc theo hướng tả sông Hồng, hạ lưu sông Luộc, đáp ứng nhu cầu giao thông của nhân dân trong khu vực và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa chính trị của các địa phương. Thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, các xã Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang bảo vệ công trình giao thông và thủy lợi, đồng thời quyết liệt xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh mới. Tại xã Nghĩa Trụ, từ đầu năm đến nay, cưỡng chế giải tỏa 9 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi với tổng diện tích trên 400m². Các vi phạm mới phát sinh chủ yếu tập trung ở thôn 13. Tương tự vậy, tại xã Vĩnh Khúc cũng tuyên truyền vận động tháo dỡ giải tỏa được 4 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi. Đây đều là những vi phạm mới phát sinh trong năm 2021 và đầu năm 2022. Để ngăn chặn tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Văn Giang chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh mới. Thời gian qua, huyện Phù Cừ đã thực hiện tốt việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp, qua đó tăng nguồn thu ngân sách, tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Là xã thuần nông có xuất phát điểm về xây dựng nông thôn mới thấp, đến cuối năm 2018, xã Tam Đa mới về đích nông thôn mới, chuyển sang giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tất cả các tiêu chí đều yêu cầu cao hơn, là thách thức lớn đối với địa phương. Đặc biệt tiêu chí về cơ sở hạ tầng, do là xã có nhiều công trình xây dựng đã lâu xuống cấp hoặc không đạt quy chuẩn, phải đầu tư xây mới. Tuy nhiên, đầu năm 2021, xã Tam Đa đã hoàn thành đấu giá khu đất giãn dân có diện tích 3 hectare, thu về hơn 100 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, nhiều công trình về trường học, trạm y tế, các trục đường chính ra đồng, đường làng ngõ xóm đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng và làm mới. Kết quả chỉ trong vòng chưa đầy một năm, xã Tam Đa đã được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Người dân thì rất phấn khởi. Những năm gần đây thì quan tâm thì xây dựng một số cơ sở thiết yếu như hạ tầng, đường, làng, ngõ xóm và công trình phúc lợi. Vai trò người dân Tam Đa chủ yếu là hợp tác với mình về cái công tác giải phóng mặt bằng để tiến hành các cái công trình. Qua cái nguồn đấu giá quyền sử dụng đất thì chúng tôi đánh giá đây là một cái nguồn lực rất là lớn và rất là quan trọng đối với việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Với đặc thù là huyện thuần nông, nếu không có nguồn vốn từ đấu giá đất thì nhiều xã của huyện Phù Cừ không có nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, nhất là nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Do vậy, thời gian qua, nhiều địa phương đã tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tập trung nguồn vốn hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khu đất ở trước khi tiến hành đấu giá, qua đó nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Trong năm 2020 và 2021, huyện Phù Cừ đã tổ chức 36 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, thu về trên 1.000 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã đầu tư xây dựng 95 công trình thuộc các lĩnh vực giao thông, giáo dục và môi trường cho nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Giai đoạn 20-25 xã Nguyên Hòa thì đang xin cái kế hoạch phê duyệt là khoảng hơn 4 ha. Thì từ cái nguồn đấu giá này thì sẽ thực hiện quy hoạch tổng thể xây dựng các hệ thống đường giao thông nông thôn thế và các cái khu văn hóa thể dục thể thao của trung tâm xã cũng như là các cái ở các thôn, thì các cái tiêu chí để trong năm 2022 này sẽ đạt nông thôn mới nâng cao. Theo kế hoạch, năm 2022, huyện Phù Cừ sẽ tổ chức 11 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất với khoảng trên 600 suất đất, dự kiến thu ngân sách gần 1.000 tỷ đồng nữa. Đây sẽ là nguồn vốn quan trọng để các địa phương trong huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, góp phần sớm đưa huyện Phù Cừ hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm chi phí trong chăn nuôi, hiện nay nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã áp dụng các giải pháp khắc phục khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hạ Lễ, huyện Ân Thi có 17 thành viên với quy mô sản xuất gần 30 ha, sản lượng trung bình hàng năm đạt trên 150 tấn cá các loại. Để giảm thức ăn cám công nghiệp, hiện nay các thành viên trong hợp tác xã tận dụng diện tích đất trống, đất bỏ hoang để trồng thêm cỏ nhằm đảm bảo tỷ lệ thức ăn 50% cám công nghiệp và 50% cỏ. Đặc biệt không còn tình trạng mạnh ai người nấy mua thức ăn công nghiệp cho cá nữa, mà thay vào đó là các hộ liên kết mua tập trung, tiết kiệm được từ 18 đến 25 triệu đồng một tháng. Các bà con xã viên chúng tôi cũng mua thêm các cái phụ phẩm nông nghiệp như là thóc, đấy, hồng ngô để chúng tôi là ngâm ủ nảy mầm rồi cho ăn. Một số thành viên hợp tác xã thương mại dịch vụ chăn nuôi Quảng Phát, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ nuôi số lượng lợn từ 500 con trở lên và đã tự phối trộn sản xuất thức ăn chăn nuôi, vừa tiết kiệm được chi phí, vừa kiểm soát được chất lượng nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi. So với việc mua 100% cám công nghiệp, cách làm này đã giảm chi phí 2 triệu đồng một ngày. Cái trường hợp là ký hợp đồng với công ty cám thì mình sẽ giảm được chi phí khoảng 45 đến 50 triệu một tháng, phối trộn thức ăn bằng các nguyên liệu ngô, mấy cả đỗ tương, trộn với cả các khoáng vi lượng vào thì làm cho cái giá thành nó cũng giảm đi đáng kể. Trong tình hình giá thức ăn công nghiệp tăng cao thì giải pháp mà một số hợp tác xã hộ chăn nuôi đang áp dụng cũng là hướng đi phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Thời gian gần đây, một số xã phường tại thị xã Mỹ Hào đã lắp đặt hệ thống camera công cộng, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Đây là những hình ảnh ghi lại từ camera công cộng của phường Nhân Hòa. Sau gần một năm lắp đặt hai mắt camera tại điểm hay xảy ra tình trạng đổ rác thải trộm đã cho hiệu quả khá tích cực. Thông qua những hình ảnh thu lại, địa phương này đã phát hiện xử lý nhiều người dân hộ kinh doanh có hành vi đổ xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Qua cái việc lắp camera thì chúng tôi đã phát hiện ra nhiều cái trường hợp là nén lút vứt rác thải không đúng nơi quy định. Đã xử lý được một cái trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền là 1.500.000 đồng. Đồng thời thì cũng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương, nhắc nhở người dân là có nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường. Phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, địa phương đi đầu trong việc lắp đặt camera công cộng ở thị xã Mỹ Hào. Từ năm 2019, phường Bạch Sam đã lắp đặt 22 mắt camera công cộng. Ngoài 6 mắt ở trụ sở còn lại, các mắt camera được lắp ở các vị trí ngã ba đường, các tuyến giao thông qua các tổ dân phố có đông người qua lại khu chợ.
Tất cả các mắt camera này đều được truyền tín hiệu về trụ sở công an xã và kết nối với điện thoại di động của cán bộ chiến sĩ công an xã. Qua hệ thống camera mà công an và chính quyền đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc về an ninh trật tự, đồng thời theo dõi các thủ đoạn, các đối tượng có hành vi trộm cắp về đêm. Cán bộ trực ban có thể vừa thực hiện công tác đảm bảo trực ban tại trụ sở, vừa đảm bảo được cái việc theo dõi tình an ninh chung của trên địa bàn toàn phường. Từ đó được kịp thời có những phối hợp với các tổ dân phố để đảm bảo cái an ninh kịp thời và nhanh chóng. Trong năm 2021 đã phát hiện ra hàng chục vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Điển hình vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 đã từ hệ thống rà soát và dựng lên được hai đối tượng trộm cắp máy bơm nước tại trạm bơm của công ty Thái Hà Hưng. Hiệu quả từ việc lắp đặt camera công cộng mang lại là khá tích cực. Dù vậy, trên địa bàn thị xã Vĩnh Hào, các xã phường hiện nay là chưa nhiều. Với địa phương đông dân cư ở trọ, công nghiệp dịch vụ phát triển như Vĩnh Hào, thì việc lắp đặt hệ thống camera nhằm hỗ trợ công tác quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn là cần thiết, nhất là trong lộ trình tiến tới xây dựng đô thị thông minh. Trong 2 tháng gần đây, cả nước liên tiếp ghi nhận nhiều vụ học sinh tự tử vì áp lực học tập. Thời gian này, học sinh chuẩn bị kết thúc năm học lại phải đối diện với áp lực điểm thi, thành tích và sẽ càng lớn hơn với các em cuối cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, đòi hỏi phải có những giải pháp giảm tải gánh nặng tâm lý cho học sinh. Là học sinh trường chuyên được lựa chọn tham gia nhiều cuộc thi từ học sinh giỏi quốc gia, thì chọn đội tuyển Olympic quốc tế, từ gia đình, thầy cô, bè bạn đặt nhiều niềm tin vào mình, nên với em Nguyễn Trường An, căng thẳng mệt mỏi vì việc học là điều không thể tránh khỏi. Những lúc đó, thay vì dồn nén tạo thêm áp lực gánh nặng về tâm lý cho bản thân, An lựa chọn tâm sự, chia sẻ với bố mẹ. Với cường độ học tập rất nhiều như vậy thì cũng có nhiều lúc em thấy mệt mỏi, nhưng mà thầy cô, nhà trường cùng với ba mẹ em đã luôn có mặt đúng lúc để đồng cảm và sẻ chia những lúc em gặp khó khăn nhất, và từ đó hướng tới thành công hiện tại như bây giờ. Thực tế, không phải cha mẹ nào cũng thấu hiểu tâm tư suy nghĩ của con trẻ. Là bậc cha mẹ, ai cũng muốn những điều tốt nhất cho con cái mình. Ngôi trường nào cũng muốn đào tạo được những học sinh ưu tú. Thầy cô giáo, chủ nhiệm lớp học nào cũng muốn có nhiều học sinh giỏi, nhất khối, nhất trường. Chính vì thế mà đôi khi mong ước nguyện vọng của học sinh chưa được lắng nghe, thấu hiểu. Trường bố chọn tốt cho con nhưng không phải ý muốn của con. Bố mẹ đừng so sánh con với một ai đó. Khi con học tốt, hãy tặng con một món quà nhỏ. Những lời nhắn nhủ từ bố mẹ của các em học sinh trường trung học cơ sở Phù Cừ cho thấy những kỳ vọng, những lời thúc giục, nhắc nhở, thậm chí là trách mắng của cha mẹ có thể khiến các em tổn thương, cảm thấy áp lực, nặng nề. Bố mẹ em thì thường hay so sánh em với con nhà của những phụ huynh khác, và cũng hay so sánh em với các anh chị em họ trong nhà, và thi thoảng thì điểm số của em cũng có hơi thấp. Và khi đó thì mặc dù bố mẹ không nói ra nhưng em vẫn nghĩ rằng bố mẹ vẫn hơi phiền lòng với điểm số hơi thấp của em đó, và em cũng cảm giác hơi buồn ạ. Áp lực học tập không phải là vấn đề mới. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các trường hợp học sinh tự tử vì áp lực học tập. Điều này cho thấy cần có những sự thay đổi quan điểm trong cách giáo dục trẻ, giảm tải áp lực về thành tích cho học sinh. Trước đây thì là sẽ gửi toàn bộ bảng điểm, nhưng bây giờ thì trường chúng tôi sẽ gửi cho từng cá nhân phụ huynh học sinh để phụ huynh chỉ thấy được sự tiến bộ của chính con em mình mà không đối chiếu với các bạn ở trong lớp. Tránh cái việc là các phụ huynh khác biết được cái lỗi của con em mình, từ đó thì về thì sẽ cái đổ toàn bộ cái chút giận đó lên con em của mình. Chúng tôi luôn luôn động viên các em là các em hãy cố gắng hết sức bản thân mình, nhưng các em không quá là phải nặng nề so sánh với những người xung quanh. Dù các em có kết quả tốt hay không tốt trong kỳ thi này, nhưng đó là một cái sự trải nghiệm. Sáng nay, Liên đoàn Lao động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong công nhân, viên chức và người lao động.
Với chủ đề Những giọt máu hồng hè năm 2022, Ngày hội Hiến máu tình nguyện đã thu hút sự tham gia của trên 500 công nhân, viên chức, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Dưới sự hướng dẫn của Bộ phận Y tế, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tham gia hiến máu đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình tham gia ngày hội. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã thu được gần 400 đơn vị máu. Số máu tiếp nhận được sẽ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu dự trữ, cung cấp nguồn máu để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân ở các cơ sở y tế. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả của công nhân viên chức lao động trong tỉnh nhằm trao thêm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự quốc tế. Lãnh đạo 4 nước gồm Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia vừa qua đã đồng thời đến thăm Ukraine dưới lúc chiến sự vẫn đang leo thang. Các nước đã lên án chiến dịch quân sự của Nga và đồng thời kêu gọi tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Ba Lan và người đồng cấp Litva, Latvia và Estonia đã thăm nhiều khu vực ở Kiev trước khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Lãnh đạo các quốc gia vùng Baltic kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Nga chuẩn bị đẩy mạnh hoạt động quân sự ở khu vực Biển Đông. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden rạng sáng ngày 14 tháng 4 công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine trị giá 800 triệu đô la Mỹ. Nhà Trắng tuần trước cho biết Mỹ đã cung cấp hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24 tháng 2. Trong bối cảnh các nước phương Tây đặt ra lộ trình hạn chế nhập khẩu khí đốt của Nga vì chiến sự Ukraine, Tổng thống Nga Putin nói rằng Nga có thể tìm thị trường thay thế cho xuất khẩu khí đốt của nước này. Kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã phải đối mặt với một loạt các lệnh trừng phạt sâu rộng từ phương Tây, bao gồm cả lệnh cấm vận đối với xuất khẩu năng lượng. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 13 tháng 4, Tổng thống Putin nói rằng Nga có tất cả nguồn lực và cơ hội để nhanh chóng tìm ra thị trường thay thế. Với dầu, khí đốt và than đá, Nga có thể tăng mức tiêu thụ trên thị trường nội địa và tăng cường cung cấp cho các khu vực khác trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo COVID-19 vẫn được xem là trường hợp khẩn cấp, dù số ca tử vong giảm xuống mức thấp nhất kể từ những ngày đầu đại dịch. Dữ liệu của WHO ghi nhận hơn 22.000 ca tử vong do COVID-19 trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 4, mức thấp nhất kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2020. Tổng giám đốc WHO cho biết số ca tử vong giảm là tin tốt, nhưng một số quốc gia vẫn đang có số ca nhiễm tăng đột biến. WHO trong tuần này đã nhất trí rằng COVID-19 vẫn là một trường hợp khẩn cấp và đây chưa phải lúc hạ thấp cảnh giác, mà đây là thời điểm để làm việc chăm chỉ hơn để cứu mạng người. Giới chức y tế Philippines ngày 13 tháng 4 đã phê duyệt tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường thứ hai cho người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch và nhân viên y tế tuyến đầu. Bộ Y tế Philippines cho biết liều tiêm nhắc lại thứ hai tương đương mũi tiêm thứ tư với vaccine liệu trình hai liều cơ bản sẽ được tiêm ít nhất 4 tháng sau liều tăng cường đầu tiên. Đối với những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch mức độ trung bình và nghiêm trọng, có thể tiêm nhắc lại lần thứ hai sớm hơn tùy theo đánh giá của bác sĩ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh có khoảng 2,6 triệu người Philippines chưa được tiêm liều đầu tiên. Song Bộ Y tế Philippines cho biết các nhân viên y tế đang trải qua sự suy giảm kháng thể đáng kể sau 5 tháng kể từ mũi tiêm thứ 3. Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra tại tỉnh Tây Papua, miền đông Indonesia, khiến 18 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe tải chở 29 người, gồm các công nhân mỏ và gia đình của họ. Cảnh sát cùng các nhân viên cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ. Điều tra ban đầu cho thấy sự cố hệ thống phanh đã khiến xe tải bị mất kiểm soát và đâm vào sườn núi, rơi xuống vực dọc đường. Tại Indonesia, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra thường xuyên do đường xá xuống cấp, các phương tiện không được bảo dưỡng thường xuyên cũng như người tham gia giao thông không thực hiện nghiêm các quy định về an toàn. Bộ Giáo dục Singapore vừa qua đã ký một biên bản ghi nhớ với một ngân hàng để mở rộng chương trình thanh toán điện tử trên tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đến năm 2025. Theo kế hoạch này, cơ sở hạ tầng thanh toán kỹ thuật số sẽ được lắp đặt trong căng tin và tiệm sách của các trường học. Học sinh có thể thực hiện thanh toán điện tử qua thẻ thông minh của trường và đồng hồ thông minh được phát miễn phí. Chương trình vốn được ra mắt kể từ năm 2017 và kể từ đó đến nay có khoảng 40.000 học sinh của 80 trường tiểu học và trung học cơ sở tại Singapore sử dụng để thanh toán
các khoản chi trả tại trường. Bộ Giáo dục Singapore giải thích, mô hình không dùng tiền mặt trong trường học sẽ tạo cho học sinh một môi trường thanh toán an toàn trong bối cảnh xu hướng thanh toán điện tử đang bùng nổ trong xã hội. Một đội đua thuyền đến từ New Zealand mới đây đã cho ra mắt mẫu thuyền đua đầu tiên trên thế giới vận hành bằng năng lượng hydro với tốc độ lên tới hơn 90 km/h. Chiếc thuyền đua sử dụng pin nhiên liệu hydro có tên gọi là Chase Zero. Mới đây, chiếc thuyền đã được chạy thử nghiệm quanh bến cảng ở thành phố Auckland. Thuyền này dài 10 mét và có thể chứa 6 thành viên phi hành đoàn. Với thiết kế cánh quạt ngầm, thuyền đua trông như bay khi di chuyển do thân tàu nằm bên trên mặt nước. Với thiết kế tương lai, các tính năng ấn tượng và không phát thải carbon, Chase Zero được coi là tiến bộ đáng kể liên quan đến năng lượng tái tạo sạch trong ngành công nghiệp hàng hải. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.